Là bạt cỏ vừa phun hôm qua. Đây là cỏ mần trầu và các loại cỏ khác. Đây cỏ mần trầu sau khi phun được 1 ngày lá bắt đầu vàng. Đây là cỏ sau khi phun được 4 ngày. Đây là cỏ mần trầu sau khi đã phun được 1 tuần. Và bây giờ tôi sẽ nhổ lên cho quý bà con thấy liệu rằng thuốc phượng hoàng nửa nó có chết tận gốc hay không. Đây là cỏ mần trầu sau khi phun thuốc phượng hoàng nửa. Quý bà con cũng có thể thấy rễ bắt đầu là thối, rễ bắt đầu có hiện tượng thối rễ. Đây là cỏ mần trầu sau khi đã được phun thuốc diệt cỏ phượng hoàng nửa được 2 tuần. Thì như quý bà con cũng có thể thấy là cỏ mần trầu đã chuyển hết sang màu vàng và gần như là chết hết sạch. Đây là 2 tuần nhá, 2 tuần là đã thối hết tận gốc rễ luôn. Thối tận rễ luôn. Tôi nhổ một cây cho bà con xem này. Đấy, thối hết rễ luôn. Thối tận rễ luôn. Rễ đã thối hết sạch. Như bà con thấy đây, như cái loại cỏ thái lai này là cực kỳ là cứng đầu. Nhiều loại thuốc thì phải bó tay với nó. Nó như cây mía vậy bà con ạ. Phun nhá, vàng hết thì nó sẽ chết hết. Nếu bà con phun mà những cái mắt này của nó vẫn còn xanh thì nó lại trồi lên và sẽ nó lại mọc lại hoàn toàn. Nhưng từ khi là tôi dùng cái phượng hoàng lửa này tôi phun là tôi thấy kiểm chứng là cực kỳ tốt. Bởi vì tôi thấy chỗ nào ngả vàng. Đấy, hầu như là vàng hết. Không có chỗ nào mà màu xanh. Mà như tôi đã kiểm định rồi thì phun thoải mái. Trong vòng 2 tháng thì cỏ sẽ không bao giờ mọc lại được nữa.